hai lá. Anh đặt đây nhá. Để đấy để em hai lá. Bỏ đấy chứ. Anh ơi, lấy gốc này này. Lên đây, lên đây. Lên đây. Đấy, nhiều củ đấy nhỉ. Anh bỏ ra đống đi. Anh ơi, ra đây, ra đây. Đây, củ khóm này này, củ này to này. Có củ không anh ơi? Anh ra khóm này đi, khóm này này. Đây đây anh ơi. Anh cầm ra đống đi. Anh ơi chắc được rồi đấy. Này gùi này anh chặt đi, chặt xong rồi bỏ vào gùi. Nhiều lắm rồi đấy anh ạ. Thế thôi, không nhổ nữa đâu nhá. Lấy thế thôi. Nhặt hết đi nha anh ơi, củ nhỏ lấy nhá. Không bỏ đi phí. Đấy anh ạ, có một củ dưới nữa kìa. Con hoa vẫn. Nào. Anh chịu nhá, em ôm lá sắn nhá. Ở nhà ngồi nghỉ uống nước đi.
nha. Lấy củ nào ngon ngon để luộc ăn anh ạ. Cạo cho nó sạch một miếng đất đi nha anh em. Củ này bao giờ chưa anh ấy? Biết củ này không? Củ này biết củ này ăn được không? Em để lại mấy củ gì nữa luộc em lấy cho ăn nhá. Ăn thử xem ngon không nhá. Anh ơi bê rổ đi. Bê lên em ấy bỏ xuống trong này. Em còn sót một cục nào. Rồi, anh bê xuống. Anh bê vào xong thêm nước vào cho em nhá, để em dọn chỗ ngoài này nhá. Để đây anh ta rửa chân tay đi. Để em đun cho.
Em bảo này, em đang bảo quay cái chỗ này vào để cho con vịt ở trong này nó đi ra đây nó ăn. Thì nó ở trong đấy nhiều, anh vào lấy dao nhé. Lấy dao xong rồi ra hộ làm quay rộng một tí để cho nó đỡ xuống ao, nó đỡ ra ngoài này. Đi vào lấy dao đi. Anh em không cần làm rộng quá đâu. Làm bình thường thôi, đan cách nhau bằng này thôi. Anh ơi, đan thưa thưa thôi nhá, không cần giấy đâu nhá. Cho con vịt nó không chui ra là được rồi.
làm nốt nhá. Em đi làm cái. Ăn cho. Em làm xong cọc rồi đi chôn cọc đi. Đi chôn cọc nhá, xong à tí nữa đan xong trên này mang ra ngoài đấy rồi đấy. Buộc cái chắc rồi nhá anh ơi. Không phải đâu mẹ ơi, không phải ra, không phải mèo mả ra đâu mà. Không phải đâu mẹ ơi, không phải đâu.
chúng mày. Còn con này nữa, chúng mày mèo mả gà đồng với nhau ở đây à? Tao không biết thôi. Mẹ sư chúng mày. Làm gì có, mẹ anh ấy về hộ con làm việc mà. Việc cái gì? Mày vẫn còn cãi à? Chúng mày mèo mả gà đồng với nhau ở đây xong bây giờ nói chúng mày còn cãi à? Làm gì có mẹ. Làm cái gì à? Làm cái gì tao biết hết. Mẹ chúng mày. Mày đi ra ngoài kia lấy cái ba lô về là nhố nha nhố nhằng. Vớ vào vớ vẩn. Mẹ chúng mày. Con tao đi vắng, chúng mày lôi nhau về đây, chúng mày làm loạn ở đây à? Mẹ chúng mày. Vớ vào vớ vẩn. Nhà tao bị chủ lợn nó xiết rồi. Bây giờ tao về đây tao ở. Tao chờ con tao về. Mày xem đi nấu gì cho tao ăn đi. Vâng, thế mẹ đến nhà nghỉ ạ.